Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Phương Văn Official. Chúc các bạn một buổi tối thật là yên bình, vui vẻ bên người thân và gia đình nha các bạn. Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ kênh mình bằng cách là nhấn vào nút đăng ký kênh màu đỏ đó các bạn, để tiếp tục cập nhật được những video mới tiếp theo khi mình sản xuất ra. Và đồng thời khi xem qua clip nhớ để lại trên mình một like hoặc là góp ý bình luận, chia sẻ chân thành nhất. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Tiếp theo đây là tin hot các bạn ơi. Tin hot ở Mỹ hiện tại là đang bùng phát cái việc mà biểu tình xuống đường, biểu tình là bạo động, bạo loạn sau khi cái chết của anh George Floyd bị cảnh sát người da trắng ghì cổ 9 phút dẫn tới tử vong. Sau vụ việc chưa lắng xuống thì tiếp tục một người cảnh sát da trắng lại bắn chết một người da màu tại thành phố Atlanta, tiểu bang của Georgia nha các bạn. Hiện tại thì bây giờ tình hình đang sôi sục ở đất nước Mỹ. Tất cả những người dân kéo xuống đường là bạo động nha các bạn, đập phá nhà thuốc Tây, đốt xe và đồng thời cướp bóc siêu thị. Bây giờ tình hình rất là khó kiểm soát. Xin mời tất cả các bạn xem bản tin chi tiết sau đây. Tình hình ở Mỹ bây giờ rất là hot. Lại thêm một người da màu bị cảnh sát bắn chết vào tối ngày 12 tháng 6. Dư luận ở Mỹ lại tiếp tục dậy sóng sau khi cái chết của người da màu. Vụ việc xảy ra là cảnh sát ở thành phố Atlanta, tiểu bang là Georgia đó các bạn, bắn chết một người đàn ông da màu khi cái người này đang ngủ gật trên xe ô tô trong lúc xếp hàng chờ đợi để mua đồ ăn tại cửa hàng thức ăn nhanh. Vào tối ngày 12 tháng 6 thì rạng sáng ngày 13 tháng 6 là mọi người dân ở thành phố Atlanta đó các bạn kéo xuống đường bất bình với cái vụ việc là cái người da màu bị cảnh sát bắn chết. Vụ việc xảy ra sau một cuộc gọi báo cảnh sát vào lúc 22:30 về một người đàn ông ngủ gật trên xe khi phương tiện này xếp hàng đứng trước một cửa hàng mua đồ ăn thức ăn nhanh đó các bạn. Thường thì ở Mỹ ví dụ như đến cửa hàng thức ăn nhanh đó mọi người phải xếp hàng và chờ đợi, mà chờ đợi trên xe đó các bạn. Thì lúc này cảnh sát tới hiện trường và làm bài thử nghiệm về cái độ tỉnh táo của anh Boss này thì nhưng mà anh không vượt qua được. Phía cảnh sát nói rằng cái anh Bush này đã chống cự khi bị cảnh sát bắn và xảy ra ấu đả giữa hai cái viên cảnh sát và cái người da màu này các bạn. Và cuối cùng thì cái người da màu bị bắn chết. Không biết vụ việc xảy ra như thế nào giữa hai viên cảnh sát và cái người da màu tên là Bush các bạn. Thì sau khi được cãi vã ấu đả với nhau thì cuối cùng là cảnh sát bắn chết cái người da màu tên là Bush. Từ đó cái làn sóng dậy lên là rất là mãnh liệt đó các bạn ơi. Phải nói là bùng nổ ở trên đất nước Mỹ vào ngày 13 tháng 6 là ngày hôm qua đó các bạn. Sau vụ việc xảy ra thì cái người mà cảnh sát trưởng ở thành phố Atlanta từ chức, thị trưởng này kêu gọi phải đình chỉ cái cảnh sát bắn chết của cái anh người da màu. Cái anh Bodum, thị trưởng ở thành phố này, ảnh nói rằng tôi không tin rằng đây là cách sử dụng vũ lực chết người một cách chính đáng và tôi kêu gọi đình chỉ viên cảnh sát này đó các bạn. Cái người cảnh sát này cũng kêu gọi là phải bắt buộc phải đình chỉ chứ không có cho tiếp tục cái người cảnh sát này là tiếp tục làm việc. Như vậy thì sau những vụ việc xảy ra cách có 3 tuần thì hai viên cảnh sát lại gây ra cái chết của người da màu, thành ra cái làn sóng mà bùng nổ đó các bạn, phẫn nộ của người dân rất là mãnh liệt ở đất nước này. Thì cái chết của anh Boss này xảy ra sau vài tuần vụ việc công dân người da màu anh George Floyd thiệt mạng khi một vị cảnh sát da trắng ghì đầu gối chết đó các bạn. Kể từ đó phong trào biểu tình đòi công bằng sắc tộc lan tỏa khắp đất nước Mỹ, thậm chí là tất cả các nước khác trên thế giới nữa chứ không phải là riêng gì ở Mỹ. Theo trong cái đoạn video clip ngắn thì của anh Boss này vật lộn với hai cái người cảnh sát ở ngoài phương tiện của anh ta, thì trong lúc đó theo nhân viên cảnh sát nói thì anh Bush này đã cướp súng của cảnh sát. Vài giây sau đó thì anh Bush này đã thoát khỏi vòng dây kiểm soát cỡ cảnh sát. Nhưng mà không biết như thế nào thì sau đó là thấy anh Bush này nằm dưới mặt đường và chết. Trong cái tiếng súng nổ vang lên, một người có hô lớn là tôi bắt được anh ta rồi. Trong cái đoạn video clip có cho thấy là cái anh người da màu này nằm gục chết trên mặt đất nha các bạn. Thì cũng ngay lập tức sau đó là công tố viên Anthony Powell cho biết là văn phòng của ông tiếp tục mở cuộc điều tra độc lập, quyết liệt và tìm ra cái nguyên nhân cái chết và vì sao va chạm giữa cái người cảnh sát và cái người da màu. Về vụ việc trong khi chờ đợi kết quả từ cuộc điều tra của cái bang là Georgia nha các bạn. Đó.
Thì hiện tại danh tính của hai cái viên cảnh sát này thì chưa được tiết lộ ra, bây giờ đang cảnh sát đang tiến hành vào cuộc điều tra. Đây là chân dung của người da màu bị bắn chết vào ngày 12 tháng 6. Anh thanh niên này còn rất là trẻ nha các bạn. Thì theo sự việc xảy ra thì nói anh này là ngủ gục trên xe. Đó, sau đó cảnh sát là tới kêu gọi, không biết xảy ra xô xát như thế nào. Nhưng mà khi anh ta rời khỏi xe và vật lộn với hai viên cảnh sát ở bên lề đường, và sau đó cuối cùng là cái chết của anh ta là chết trên mặt đường luôn các bạn ơi, rất là oan uổng. Thì từ đó sáng hôm sau là vào ngày 13 tháng 6 thì cái phong trào dấy lên rất là mãnh liệt, phải nói là cực kỳ nóng bỏng. Chỉ sau vài tuần mà hai cái chết của người da màu thì thành ra ở Mỹ bây giờ đang bùng phát các bạn ơi, bùng phát bạo động. Đó, các bạn nhìn thấy những hình ảnh đó, bây giờ lại bạo động bùng phát do cảnh sát bắn chết người da màu. Thì các bạn, bạo động cũng phải đúng thôi, vì liên tiếp có là vài tuần thôi. Anh Shopler chết vào ngày 25 tháng 5, thì sau đó có vài tuần bây giờ tiếp tục cảnh sát lại bắn chết người da màu nữa. Tiếp tục thì cái vụ việc đó chưa lắng xuống và chưa soi dịu được, thì bây giờ cái cảnh sát lại tiếp tục bắn chết người da màu. Thì bây giờ cái làn sóng mà phải nói là dậy sóng dữ dội, bây giờ làn sóng đấu tranh bạo lực bạo động ở trên nước Mỹ bây giờ rất là khó kiểm soát được nha các bạn. Sau khi các bạn xem qua những cái thông tin chi tiết đó, các bạn thấy rồi đó, bây giờ hiện tại tình hình ở nước Mỹ đang gặp những khó khăn nhất định các bạn ơi. Hiện tại thì dịch Covid-19 cũng chưa có lắng xuống hẳn, nhưng mà bây giờ công ăn việc làm những người bên Mỹ gặp nhiều có khó khăn lắm, nạn thất nghiệp nè các bạn, và đồng thời dấy lên những cái phong trào là bạo động bạo lực như vậy đó. Bây giờ tình hình kinh tế rất là khó khăn cho những người mà bây giờ hiện tại thất nghiệp ở nhà là chưa có công ăn việc làm. Sau cách có 3 tuần thì cái việc mà người cảnh sát da trắng á, là làm chết cái người da màu anh Sốt Lôi, bây giờ tiếp tục người cảnh sát da trắng bắn chết người da màu, thì bây giờ rất là bùng phát ở Mỹ nha các bạn. Tất cả những người dân họ đi xuống đường và kêu gọi, họ phản đối rất là mãnh liệt nha các bạn, dẫn tới là bạo loạn, thậm chí bây giờ là cướp bóc siêu thị. Tình hình như vậy, bạo động bây giờ là rất là khó kiểm soát ở đất nước Mỹ. Bây giờ trên đất nước Mỹ gặp nhiều cái khó khăn lắm các bạn ơi, tình hình chính trị nè, về công ăn việc làm mà về kinh tế nè, ảnh hưởng rất là nhiều. Người Việt Nam chúng ta cũng đã sinh sống bên đó. Hy vọng là một thời gian ngắn nữa các phong trào soi dịu xuống và tất cả những người dân trở lại công việc bình thường, mong là có công ăn việc làm để họ lo cho cuộc sống kinh tế gia đình của họ. Xin phép các bạn mình khép lại với bản tin này. Chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mong các bạn là tiếp tục theo dõi những cái video tiếp theo nha các bạn. Chân thành cảm ơn các bạn.